Ồ, được rồi, may quá. Nhưng chắc lại phải sửa lại cho nó chỉnh nó đều. Không biết là anh chị em nhìn rõ không? Hello cả nhà mình ơi, xin chào anh chị em mình ơi, anh chị em nhìn rõ không ạ? Nhanh quá, hôm nay đã là thứ bảy và là ngày thứ sáu rồi. Hello cả nhà mình ơi. Đúng vào cái ánh sáng ở đây, ông mặt trời thẳng mặt em mà luôn. Chị Dương Vũ ơi, em chào chị nhá, chào chị em mình nhá. Anh chị em mình nhìn em ma rõ không? Bởi vì em để máy nó hơi xa một chút thì anh chị em mình vừa được ngắm cảnh để vừa xem em ma làm rất là chi tiết, cho nên là em sẽ nhìn chữ nó hơi bị mờ, cho nên phải dùng iPad. Chị em nhìn thấy chị Hương Hà nhưng mà không biết là chị Hương Hà không, nó hơi xa, em sẽ dùng cái máy iPad một chút đấy. Hello tất cả anh chị em mình nhá, anh chị em nhìn rõ không ạ? Khung cảnh thật là yên tĩnh nhờ, yên bình yên tĩnh này, rất là trong lành. Hôm nay thời tiết cũng không quá nóng. Chị Yên ơi, chị Yên ơi, sau được sau 4 5 ngày thanh lọc gan rồi, cơ thể mình thế nào chị ơi? Người khỏe hơn không? Ngủ nghỉ ngon không? Và tiêu hóa tốt hơn không chị em mình ơi? Anh chị em mình chia sẻ đi. Đến đến hôm nay là ngày thứ sáu rồi đấy, nhanh thế. 5 ngày vừa rồi anh chị em mình đạt được những cái thành tựu gì về kết quả về sức khỏe của mình, anh chị em mình chia sẻ cho em cùng biết mình nhé. Đợi em một chút. Đấy. Chị em mình chia sẻ đi, chia sẻ những cái thành tựu của mình đã đạt được sau sau 4 5 ngày vừa rồi chúng ta thanh lọc gan ấy, thì anh chị em mình có thấy là người mình cảm giác là khỏe hơn không này, mình ngủ ngon hơn không này, mình tiêu hóa tốt hơn này, mình giảm giảm đi cái cảm giác thèm ăn này, hay là những ai mà ví dụ những ai mà thừa cân lại giảm thêm một số cân đấy. Thực ra là có giảm đấy. Và mình có cảm giác là mình sẽ giảm đi những đồ ăn mặn hay không này. Đấy. Chị em mình chia sẻ những cảm nhận nhé. Hay là chị em mình có anh chị em mình gặp khó khăn gì trong cái thời gian thanh lọc 6 ngày vừa rồi, 5 ngày vừa rồi. Có những chị, có những bạn rất rất là chị Yên người rất khỏe, tốt quá chị ơi, tiếp tục duy trì nhé. Có những chị hay là có những bạn rất là chịu khó còn làm cái thanh lọc gan này cho cả chồng. Và cũng trong cái buổi livestream vừa rồi đấy, bạn ấy có chia sẻ là chồng bạn ấy cũng tham gia cái thanh lọc gan này này. Cái triệu chứng về bệnh đau lưng ấy không còn nữa nhá. Mỏi cổ vai gáy đau lưng ấy không cảm thấy không không còn nữa. Nó kỳ diệu nhờ, nó kỳ diệu quá. Đợi em một chút nhá. Anh chị em nhìn rõ không ạ? Nhìn em có bị mờ không? Nếu như bị mờ quá chắc là em đẩy cái máy nó gần lui một chút. Chỉ có điều là lui quá thì nó dẫn hiện tượng là không nhìn thấy toàn bộ cái cục diện này. Đây. Cả nhà đợi em một chút nhá. Chị em mình nghe rõ không ạ? Có nghe rõ không? Nếu không nghe rõ thì em sẽ ấn hết cỡ cái máy điện thoại lên. Muốn thanh lọc gan thì làm sao ạ? Em chưa biết. Đây. Chào chị Tâm Lê nhá. Chào chị Yên này, người khỏe em ạ. Ơi, tốt quá chị ơi. Chị Ngọc Châu ơi, muốn làm thanh lọc gan thì làm như thế nào ạ? Em chưa biết. Đối với những anh chị em mình chưa biết cái thử thách 7 ngày thanh lọc gan này, anh chị em mình nhắn tin trực tiếp vào fanpage Emma Phạm Kitchen để nhận thực đơn từ ngày 1 cho đến ngày thứ 5 là mình đã có sẵn rồi. Có hôm nay là thực đơn cho ngày thứ 6 của anh chị em mình và ngày mai, đấy ạ. Đúng không? Hôm nay là ngày thứ 6 của Emma thì sẽ là ngày thứ 6 của anh chị em vào ngày mai, đấy ạ. Cho nên những ai chưa làm thanh lọc gan này hãy nhắn tin vào fanpage để nhận được cái thực đơn chi tiết và có cái video bài giảng để hướng dẫn xem cách làm từng ngày một để chúng ta làm đạt kết quả tốt nhất nhé. Cái mục tiêu của cái thử thách này giúp chúng ta nhờ cải thiện sức khỏe này, những cái triệu chứng mà cơ thể chúng ta hay bị gặp, ví dụ như người mệt mỏi này, tiêu hóa kém này, mất ngủ này, đau đầu này, ví dụ như là ai mà bị gan gan men gan cao này, gan nhiễm mỡ này, máu nhiễm mỡ này, tiêu hóa ABC này, da xấu, da nổi mụn này, những ai mà đang triệu chứng thừa cân này, hay là những ai mà đang có vấn đề là ví dụ như là muốn tăng cân nhưng mà ăn mãi không được này, thì cũng nên cần làm thanh lọc gan này. Vì cái mục tiêu của chúng ta là thanh lọc gan để cải thiện sức khỏe, để đào thải bớt độc tố, và chúng ta sao nhỉ, biết cách làm sao đưa thêm nhiều các loại thực phẩm từ rau củ quả vào đời sống hàng ngày của chúng ta, giúp cho chúng ta có cái hệ miễn dịch khỏe mạnh, và chúng ta sẽ có cơ hội giảm bớt đi những thực phẩm làm cơ thể của chúng ta bị viêm nhiễm. Thì đấy nó là cái mục tiêu của cái thử thách 7 ngày thanh lọc gan này, nó rèn cho chúng ta một cái thói quen ăn uống lành mạnh nhá. Thì đấy là anh chị em mình cùng nhau tham gia.
Đây những ai mà chưa, hôm nay chị em mình, hôm nay anh chị em mình làm đến cái ngày thử thách thứ 5 rồi. Anh chị em mình có cảm giác là người mình gặp cái khó khăn gì không ạ? Mình có cảm giác là mình còn thèm ăn như là trước nữa không? Mình có cảm giác là người mình mệt mỏi như là trước không? Chị em mình chia sẻ cho em ơi, cùng biết với ạ. Hay là những ai mà ví dụ như có hiện tượng là ví dụ như là đau vai gáy này, hay là mỏi đau lưng này, hay là đau xương khớp này, hay là cơ thể mệt mỏi, người hay mệt hay chóng mặt này, thì sau khi mà làm đến được cái ngày thứ 5 rồi, anh chị em mình đã đạt được những cái kết quả gì ạ? Một, cũng có thể là những cái kết quả đang cơ thể của mình đang thanh lọc và cơ thể của mình đang cải thiện rất là tốt, hoặc là mình cũng đang trải qua trong quá trình thanh lọc. Nghĩa là khi chúng ta trải qua một quá trình thanh lọc thì chúng ta sẽ có một số những cái cảm giác khó chịu. Có nhiều người họ sẽ có cảm giác là họ chưa quen, người họ có thể mệt hơn, người họ có thể là có những người bệnh ví dụ như bụng tiêu hóa kém thì họ có thể cảm thấy ăn rau củ quả tươi sống cảm thấy ban đầu hơi khó chịu một chút, nhưng mà dần dần thì cơ thể họ sẽ quen và cải thiện nhé. Chúng ta bao giờ cũng phải trải qua một quá trình thanh lọc, và quá trình thanh lọc đó bao giờ cũng có một số những cái phản ứng phụ. Thế nhưng chúng ta phải có được những cái giai đoạn là phản ứng phụ đó thì chúng ta mới đến ngày thành công. Cho nên anh chị em mình không nên từ bỏ nhé. Bởi vì hiện tại theo cái chế độ ăn của chúng ta là đang ăn khá là nhiều muối đúng không? Khá là nhiều tinh bột chuyển hóa nhanh, khá là nhiều dầu mỡ, khá là nhiều đường, khá là nhiều chất đạm. Đấy, cơ thể của chúng ta đang quen với cái cảm giác đấy rồi, quen cái vị đấy rồi. Và đấy, và chúng ta khi ăn những cái món ăn đó chúng ta cảm thấy nó ngon đúng không? Nó ngon bởi vì chúng ta đang quen cái cảm giác đó. Tuy nhiên đổi lại là chúng ta đang ăn nạp quá nhiều những sản phẩm, nó lại không tốt cho quá trình thanh lọc của cơ thể của chúng ta, luôn luôn mang một số những vấn đề về bệnh tật. Ví dụ như bệnh đau đầu, bệnh về thần kinh, bệnh về hệ tiêu hóa, bệnh về tuyến giáp, bệnh về về dạ dày đúng không ạ? Bệnh nặng hơn nữa, bệnh về gan, bệnh về tim, và bệnh nặng hơn nữa bệnh béo phì, rồi là bệnh ABC, bệnh tiểu đường, nặng hơn nữa là gan nhiều độc tố nữa, cơ thể nhiều độc tố nữa, là sau này nguy cơ mắc một số những căn bệnh ung thư. Thì mình sẽ không nói đến cái chuyện đó, nhưng mình đang muốn là mình thanh lọc để mình thích nghi, để mình làm sạch cơ thể của mình nhá. Cho nên là anh chị em hãy cùng nhau cố gắng, sẽ trải qua một số những cái giai đoạn, nhưng đó là những cái giai đoạn tuyệt vời. Và sau khi mà chúng ta xong cái thử thách 7 ngày thanh lọc gan này, tự khắc cơ thể của chúng ta nó có một cái thói quen mới, nghĩa là cái thói quen mà cảm giác là chúng ta thèm ăn nhiều hơn về thực vật, thèm ăn nhiều hơn về rau củ quả. Đấy, những người mà trước kia rất là lười ăn rau củ quả này, lười ăn sinh tố này, lười uống sinh tố này, lười ăn hoa quả này, lười ăn rau này, thì tự dưng sau cái 7 ngày này người mình nó có một cái thói quen và mình thèm những cái đồ ăn đó, thì đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời nhá. Cho anh chị em mình cùng nhau cố gắng để cải thiện sức khỏe cho chính bản thân mình đi nhá. Bản thân mình có sức khỏe thì mình có tất cả, đúng không ạ? Đặc biệt trong thời gian này chúng ta cần phải có sức khỏe thì có tất cả cho chính bản thân mình và chăm sóc cho những người chúng ta yêu quý nữa. Đấy ạ, tuyệt vời quá. Chị em mình, tất cả anh chị em mình ở đây, tất cả anh chị em mình đã có hết chưa? Trong số tất cả anh chị em mình ở đây, là cho em hỏi một chút, là tất cả anh chị em mình đã có hết cái công thức từ ngày thứ 1 cho đến ngày thứ 5 chưa? Đấy, những ai chưa có nhắn tin để cho em biết ạ. Những ai chưa có thì nhắn tin trực tiếp vào fanpage Emma Phạm Kitchen, trong đó có công thức chi tiết từ ngày thứ 1 thứ 5. Những ai chưa có thì nhớ nhắn tin vào để áp dụng cho nó đúng cách. Và cái nói lại cái quy trình về cái cách thức thanh lọc gan buổi sáng của chúng ta là như thế nào, những thực phẩm gì mà chúng ta nên ăn và những thực phẩm gì mà chúng ta không nên ăn để trong quá trình cơ thể của chúng ta nó bình phục nhanh nhất, thì ưu tiên cho Emma đó là những thực phẩm liên quan sau. Ví dụ như em chưa có à, Minh uống ngon lắm chị ơi. Uống ngon lắm chị ơi, Minh Trần này uống ngon lắm đúng không? Uống phát nghiện đúng không? Ngon là tốt rồi. Nếu mà thấy ngon thì nhớ chia sẻ đó cho người thân, cho mọi người trong gia đình mình cùng uống cùng nhá. Đấy ạ. Người nhẹ chị ạ, đây Huỳnh này, Huỳnh Hoa Mi này, người nhẹ chị ạ, không thèm đồ ăn mặn nhiều, người năng lượng tràn đầy chị ạ. Biết ơn chị nhiều, đúng rồi. Chúng ta phải thực ra là biết ơn Emma thì cũng rất là cảm ơn anh chị em mình, nhưng chúng ta hãy cùng nhau biết ơn ở đây là chúng ta hãy cùng nhau biết ơn những bậc tiền bối, những thầy thuốc vĩ đại, những người đưa phương pháp chữa lành theo phương pháp tự nhiên đã có từ hàng nghìn năm nay rồi, vào đây trong cái chế độ ăn uống này. Và Emma là một trong những người gọi là truyền cảm hứng đưa lại cái phương pháp này cho tất cả anh chị em mình, cho nên là chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn tất cả những bậc tiền bối ngày trước. Và hãy cảm ơn tất cả những cái sự kỳ diệu của rau củ quả khi nó vào cơ thể của chúng ta, nó mang tính chất chữa lành. Đấy ạ.
Cho nên là chúng ta đang làm rất là tốt, cứ lắng nghe cơ thể của mình. À, chị cũng dần tìm được giấc ngủ rồi em ạ. À, đây, chị Nguyễn Phương Yên đây. Chị Nguyễn Phương Yên là một trong những người gặp vấn đề khó khăn trong vấn đề về giấc ngủ. Thì một thời gian chị làm detox, ăn theo lộ trình Eat Clean và duy trì theo dõi em ạ thường xuyên. Bây giờ cái tình trạng về cải thiện giấc ngủ của chị đã thay đổi được rất là nhiều. Đấy là một trong những cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Cho anh chị em mình cùng nhau cố gắng nhé. Cùng nhau cố gắng để thay đổi. Mình sẽ thay đổi được thôi nếu như mình có niềm tin. Có niềm tin và mình quyết tâm và mình duy trì nhé. Đấy ạ. Tín hiệu vui quá chị Yên ơi, cố gắng chị nhá. Đây chị Đỗ Hương này. Chị giờ không thèm ăn đồ mặn nữa, cứ uống nước ép là sinh tố nghiện rồi, cả nhà luôn. Ý tuyệt vời quá. Chị Đỗ Hương còn là tuyệt vời hơn, chị Đỗ Hương lại còn duy trì được cả cái chế độ ăn uống này cho cả gia đình mình. Đó là những cái điều mà chúng ta đạt được ngoài sức mong đợi. Chị anh chị em mình cùng nhau duy trì nhá. Chị Minh Minh. Đây, em chào chị em Mai, em chưa nhìn thấy em. Chị có nhìn thấy em không? Minh ơi, chị có nhìn thấy em đấy. Thu Huyền này. Người em đang phản ứng phụ thì phải phát ra ngoài da luôn, nổi mẩn nếu lao động nặng, ví dụ như là khi tập gym. Đúng rồi. Khi mà chúng ta làm cái quá trình thanh lọc gan này, chúng ta sẽ trải qua những cái giai đoạn như em Mai vừa chia sẻ rồi. Một là những người có những cái giai đoạn tích cực trong thời gian đầu, nhưng cũng có những người nó sẽ có những cái giai đoạn khó khăn một chút, ví dụ như là nổi mẩn này, da nổi ngứa này, người lên mụn này, mặt lên mụn, lên nhiệt này, ABC đấy ạ, nổi mề đay này. Thì đó là những cái dấu hiệu cơ thể của chúng ta, cái quá trình thanh lọc của chúng ta đang được sao nhỉ, nó đang được nói chung là nó đang trong quá trình thanh lọc cũng rất là tốt đấy ạ, và cơ thể của chúng ta đang có phản ứng, gan của chúng ta đang có phản ứng, nó đang nói cho chúng ta những cái điều đó. Chúng ta phải bài tiết ra được độc tố thì cơ thể của chúng ta mới khỏe mạnh được. Còn nếu như chúng ta không bài tiết ra được độc tố thì độc tố nó tích tụ vào đấy, thì anh chị em mình cũng biết rồi đấy, độc tố mà tích tụ lại nó sẽ là nguy cơ chúng ta mắc rất nhiều các loại bệnh trong tương lai nhá. Cho nên chúng ta cùng nhau cố gắng. Lấy một cái ví dụ này rất là đơn giản này, cũng giống như những người mà họ béo phì, ví dụ như giống những người họ béo phì, họ 70-80 cân chẳng hạn, bây giờ họ muốn trở về trạng thái 50 cân hoặc là 45-48 cân chẳng hạn, thì họ cũng phải trải qua một quá trình là ăn kiêng và trải qua một quá trình tập luyện rất là gian nan, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thậm chí còn đổ cả máu đối với những người tập luyện cơ. Thì cơ thể của chúng ta cũng tương tự như thế. Khi chúng ta đang trong quá trình bài tiết thanh lọc để loại trừ những cái độc tố và đi bỏ đi những cái thói quen mà chúng ta đang ăn hàng ngày, nó làm cho cơ thể của chúng ta ốm yếu nếu như chúng ta ăn không đúng cách, thì chúng ta sẽ trải qua một cái quá trình gian nan một chút, nhưng cái thời gian đó nó không mất quá lâu nhé. Và đổi lại khi cơ thể của chúng ta được làm sạch thì chúng ta đạt được nhiều hơn tất cả nhé. Nghĩa là sức khỏe của chúng ta tràn trề năng lượng hơn, người chúng ta không cảm thấy bị bệnh tật như ngày xưa nữa, chúng ta cảm thấy yêu đời hơn, chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn, chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, chúng ta sẽ cảm thấy giảm bớt được áp lực hơn, áp lực trong đồ ăn, áp lực trong cuộc sống. Cho nên anh chị em mình cùng nhau cố gắng nhé. Ông mặt trời đang ngay vào trước mặt của em mà em phải cúi nó xuống để nó không bị chóe. Đấy, cố gắng lên, Thu Huyền cố gắng lên, lắng nghe cơ thể của mình. Ai ai cũng thế đấy. Đấy ạ. Hello anh chị em mình, em chưa có. Nhưng ai chưa có thì nhớ nhắn tin vào fanpage của Emma Phạm Kitchen để nhận được các thực đơn cho bữa sáng từ ngày 1 đến ngày thứ 5 nhé. Ngày 1, ngày thứ 5 là đã có rồi. Hôm nay là ngày thứ 6 cho ngày mai của anh chị em mình, cũng là ngày thứ 6 cho của Emma. Đấy ạ. Chị em mình, những ai đang có thì nhớ cố gắng áp dụng. Và em rất là mong nghe cảm nhận của anh chị em mình sau cái thử thách rất là đơn giản này là 7 ngày 7 bữa sáng. Đấy. Chị chưa có em ơi, chị Đào Thu Huyền, em chào chị nhá. Lại Thị Đô, chị chưa có em. Chị chưa có, chị nhớ nhắn tin vào fanpage của em nhá. Đấy, chị theo em hàng ngày luôn. Chị Đỗ Hương ơi. Chị Đỗ Hương theo em mà hàng ngày luôn, tuyệt vời quá chị ơi. Đây, chị Võ Ngọc Anh này đang áp dụng đó em ơi. Cảm nhận của chị thế nào chị Ngọc Anh ơi? Đấy ạ. Ai chưa có nhớ nhắn tin mình nhá. Mọi người thường có cái tâm lý là lười quá, ví dụ như chị Tupperware Phạm Thanh đang nói là lười quá, cố gắng lên. Nếu như mà mình mà lười thì mình sẽ không làm được điều gì đâu. Mình hãy cố gắng quyết tâm, và đặc biệt là khi mình làm theo nhóm như thế này, mình làm theo mọi người như thế này thì mình sẽ có rất là nhiều năng lượng, và mình sẽ cảm có một cái gì đó nó hào hứng hơn. Thay vì mình làm một mình làm theo cộng đồng, mình sẽ cảm thấy hào hứng hơn, và mình sẽ nghĩ rằng
cái chị Emma kia, cái cô Emma kia, cô ấy làm được cái thử thách 7 ngày thanh lọc gan mà tại sao mình lại không làm được? Thế cô ấy cải thiện được sức khỏe, giấc ngủ của cô ấy tốt hơn, da dẻ của cô hồng hào hơn, mặt cô ấy cũng thon gọn hơn chẳng hạn, người cô cũng gầy hơn, thì mình cũng thích chứ, thì mình cũng phải làm nhá. Cho nên đừng lấy một cái bất kể một cái lý do gì mà mình lười hay là mình ngại, bởi vì cái thử thách này Emma đưa cho anh chị em mình cực kỳ dễ áp dụng đấy, bởi vì rau củ quả theo mùa đấy, nó không có cái gì xa lạ. Và những cái khó khăn thì em đã hướng dẫn rồi, cứ thế mà làm thôi. Cái quan trọng là chúng ta có quyết tâm để thay đổi hay không nhá. Nên cố gắng lên, đừng lấy một cái lý do gì đó mình mà bị lười hay là mình ngại hay là mình nọ. Đến lúc nào đó chúng ta mà cơ thể vào trạng thái ốm yếu là chúng ta chỉ cần nhất những lúc bình thường như thế này thôi. Cho nên hãy cố gắng lên chị em mình nhá. À, em uống ngon nhưng nhanh đói làm sao chị đây? À, Nguyễn Thị Phương, em uống ngon nhưng nhanh đói làm sao chị? Để cho mình uống mà nó không cảm thấy là bị đói nhanh ấy. Thứ nhất là trong quá trình em uống nhớ nhai cho chị một chút, mình sẽ tạo ra cái cảm giác no. Và cái thứ hai, nếu như em uống cái khẩu phần, cái liều ấy của chị đưa ra nó còn ít thì mình có thể làm tăng thêm, uống thêm. Và những cái lúc mà chúng ta mà đói ăn phụ thì uống thêm cho chị nước ép hoặc sinh tố hoặc ăn hoa quả cho chị, thì nó sẽ không thể đói được đâu. Nếu cứ đói thì ăn thêm một chút hoa quả, sinh tố hoặc nước ép cho chị thì không bao giờ cảm thấy đói. Và trong ngày hãy quên đi cái cảm giác các món ăn mặn mà cái món mình hay ăn đấy, quên đi những cái đồ ăn đó thì mình sẽ cảm thấy rất đơn giản trong cái thử thách này. Còn nếu như chúng ta cứ nghĩ trong đầu là ôi dồi ôi, hôm nay uống sinh tố, uống nước ép mà không ăn bún miến phở, không ăn cơm thì chắc là đói lắm, không có sức mà làm. Nếu trong đầu của chúng ta đã có cái suy nghĩ là không có sức để làm khi không ăn thịt, cá, trứng, sữa, không ăn cơm ấy, thì chắc hẳn là trong ngày chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thanh lọc này. Nhưng nếu như trong đầu của chúng ta nghĩ các món ăn này của chúng ta nó có nhiều năng lượng này, giúp chúng ta tỉnh táo này, nó làm da của chúng ta đẹp hơn này, người của chúng ta thon gọn hơn này, người của chúng ta tràn trề năng lượng hơn này, hệ tiêu hóa của chúng ta tốt hơn này, giấc ngủ của chúng ta tốt hơn này, tóc của chúng ta cũng óng mượt hơn này, thì tất cả mọi việc nó sẽ trở nên một cách dễ dàng. Đấy, tất cả nó liên quan đến cái suy nghĩ của chúng ta nữa. Cho nên anh chị em mình cùng nhau nghĩ những cái tích cực, cái tốt đẹp, những cái mà mình sẽ gặt hái được sau cái thử thách này nhá. Cố gắng lên. Em biết là nó hơi khó khăn một chút đấy cho rất nhiều người, bởi vì chúng ta đang ăn quen kiểu như thế, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta sẽ làm được thôi, nhưng chúng ta phải cố gắng lên nhá. Lắng nghe cơ thể của mình, đói ăn thêm. Cố gắng lên nhá. Nguyễn Thị Phương nhá. Mong được chị chia sẻ ạ. Cảm ơn anh chị em. Emma rất là mong anh chị em mình hãy chia sẻ những cái video của Emma tới những người chúng ta cùng nhau giúp đỡ, bạn bè của chúng ta, để mọi người cùng nhau thanh lọc gan, để cải thiện sức khỏe, để tăng cường cái hệ miễn dịch trong thời gian này, để giảm bớt ăn những cái sản phẩm làm cơ thể của chúng ta bị viêm nhiễm đi. Đấy, khi cơ thể của chúng ta bị viêm nhiễm thì cái hệ miễn dịch của chúng ta nó rất là yếu và khả năng mà chúng ta mắc bệnh rất là cao. Cho nên hãy cùng nhau giúp Emma chia sẻ cái video này tới tất cả những người mà chúng ta yêu thương. Mục tiêu là gì? Chúng ta cùng nhau giúp đỡ họ nhé. Đấy, chứ không phải là giúp đỡ Emma mà hãy giúp đỡ họ nhé. Đấy, bởi vì chúng ta biết được và chúng ta tiếp xúc được và chúng ta có duyên gặp được những người truyền cho mình những cái cảm hứng tốt đẹp đó. Đấy ạ. Cho nên chị ai chưa có thì nhắn tin vào fanpage nhé. Nhớ nhắn tin vào fanpage giúp em để nhận được các công thức từ ngày 1 đến ngày thứ 5 và hôm nay là ngày thứ 6. Chốc nữa em sẽ chia sẻ cái thực đơn cho ngày thứ 6 và buổi sáng thứ 6 là gồm những gì để anh chị em mình cùng nhau làm nhé. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng là trả lời những câu hỏi một chút. Mình có phản ứng ngứa nhưng rất thích uống sinh tố, đúng rồi chị. Có cái phản ứng ngứa, đúng rồi, sẽ có một số người, ví dụ như chị Trần Anh Tú là có phản ứng ngứa, đúng rồi. Nó là một cái dấu hiệu thải độc của gan của chúng ta đấy. Có người thì ngứa, có người thì nổi mụn chị ạ. Đấy, nhưng hãy lắng nghe cơ thể của mình, cứ bổ sung thêm thực phẩm nó mang cái tính chất làm sạch đi. Nó mình làm sạch thì cơ thể của mình sẽ cải thiện. Tuy nhiên chỉ có một cái lưu ý là nếu như chị cảm thấy ngứa nhiều quá và những cái sản phẩm rau củ đó có những cái loại rau củ gì nó có lạ với mình không ấy, thì cũng có thể một số những cái trường hợp là có khả năng là mình bị dị ứng với rau củ đó. Nhưng cái trường hợp mà chúng ta bị dị ứng thì rất là ít đấy. Nó sẽ chủ yếu là cái phản ứng là cơ thể chúng ta đang thanh lọc và đang thải độc thôi nhé. Nên cùng nhau cố gắng đấy, bổ sung thật nhiều những thực phẩm mang tính chất làm sạch đấy, mang tính chất gọi làm sạch cho cơ thể của chúng ta, thì cái thời gian mà chúng ta bị ngứa hay là bị nổi mụn, bị lên nhiệt miệng thì nó sẽ cũng qua đi rất là nhanh chóng. Nó phụ thuộc vào cơ thể của mỗi người nữa, nên là cố gắng lên chị Trần Anh Tú nhá. Thích uống sinh tố à? Hôm nay trong cái liệu trình hôm nay là ngày thứ 6 sẽ có sinh tố chị em mình đây. Những ai thích uống sinh tố thì hôm nay sẽ có sinh tố nhá, cố gắng lên đấy ạ. Uống ngon lắm chị ạ, bây giờ trong đầu chỉ có rau củ quả thôi ạ. Đây Nguyễn Trang đây, đúng rồi, Nguyễn Trang đây.
Uống ngon lắm chị ạ, trong đầu bây giờ chỉ có rau củ quả thôi. Đấy là tâm lý của tất cả những người đã từng ăn eat clean và những người đã từng làm detox, là họ đều có một cái tâm lý đó. Đấy là cái điều tuyệt vời, đúng không? Em đang làm rất là tốt, cố gắng lên nhá, cố gắng lên. Đấy. Không ăn thì thôi, ăn là nghiền, đúng rồi chị Thảo Ngọc đây. Không ăn thì thôi, ăn là nghiền, đúng rồi. Nhưng ai chưa có nhắn tin nhá, ông xã và con trai chị da đẹp hẳn luôn ý, chưa bao giờ thấy ông xã chị da đẹp đến thế. Trời ơi, lại anh xã nhà chị Đỗ Hương da còn đẹp hơn à. Rồi tuyệt vời các chị ơi. Chị nhớ động viên nhá, động viên anh tiếp tục tham gia, động viên tất cả những người mình yêu quý, cho mọi người cùng tham gia để da rẻ ai cũng đẹp nhá. Da mà đẹp được thì hệ tiêu hóa cũng đẹp được, tinh thần của họ cũng cảm thấy vui vẻ hơn, bởi vì tự dưng nhá, có phải là như này không nhá, tự dưng chị em mình ra ngoài đường ấy, hay là chồng của chị em mình ra ngoài đường chẳng hạn, gặp một người nào đó họ khen, ôi sao da em lần này đẹp thế, da hồng hào mịn màng thế, mình chẳng thích à, đúng không? Đấy, tóc ngày xưa thấy mình bạc thế, giật này tóc ăn cái gì mà tóc đen thế, tóc óng mượt thế, đúng không? Đấy, mình chẳng thích à, đúng không? Thì tất cả những cái động viên của họ từ xa nó sẽ đem lại cho mình những cái tích cực, cho nên anh chị em mình cùng nhau cố gắng nhé. Đấy, mình đang làm rất là tốt, hãy cố gắng lên. Đấy. À, và cố gắng lên. Em vẫn chưa có điều kiện theo lộ trình nhưng em cũng uống đây, Đỗ Kiểm này. Em chưa có điều kiện theo lộ trình nhưng em cũng uống nước ép hàng ngày và ăn rau củ quả, làm một số bánh và sinh tố đơn giản. Bé nhà em gần 8 tháng, mẹ ăn con thích em cho bé thử, bé cũng rất thích. Anh thì thích món kem em học của chị với bánh yến mạch chuối. Cảm ơn chị nhiều ạ. Đúng rồi Đỗ Kiểm. Đỗ Kiểm ơi, em đang làm rất là tốt, hãy cố gắng duy trì. Em ăn được eat clean, em mà ăn được eat clean, gia đình mình ăn được eat clean thì các con của mình sẽ có cơ hội được ăn eat clean. Cho nên là em hãy cố gắng để cho các con của mình sau này khỏe mạnh, hạn chế bệnh tật, thì em sẽ là người gương mẫu cho cả gia đình mình. Và em đang làm rất là tốt, hãy cố gắng lên nhé. Đấy ạ, cứ học các công thức của chị chia sẻ trên YouTube hoặc là chia sẻ trong những livestream này. Chưa có điều kiện đăng ký tham gia cả lộ trình không sao, nhưng em đang làm rất là tốt, lắng nghe cơ thể của mình. Khi nào có điều kiện muốn thay đổi, muốn áp dụng một cái gì đó triệt để thì em sẽ đăng ký sau nhé. Nhưng hãy cố gắng lên, em đang làm rất là tốt. Các con em thích ăn những cái món ăn healthy thì cố gắng duy trì nhé. Đấy ạ, bởi vì trẻ nhỏ họ rất là tinh tế, các con rất là tinh tế và rất là dễ thay đổi, rất dễ thay đổi. Nếu như bố mẹ mà đang ăn eat clean mà bố mẹ chuyển sang cái phương pháp ăn mà không tốt cho sức khỏe, không lành mạnh, thì các con của mình cũng tương tự như thế mà thôi. Các con sẽ chuyển sang cái phương pháp ăn uống như thế. Thế nhưng mà bố mẹ mình mà cố gắng ăn được nhiều đồ ăn eat clean nhất có thể, thì các con của mình, mọi người trong gia đình cũng được ăn những món ăn tương tự như vậy. Cho nên anh chị em mình cùng nhau cố gắng, mình sẽ là người gương mẫu cho cả gia đình mình nhé. Đấy ạ. À, nay em đau bụng luôn. Lương Thu Hằng, em bị đau bụng là đau bụng như thế nào? Đau bụng là đau quần quại, đau ê ẩm, hay là đau bụng đi ngoài, hay đau bụng là sao? Phải nhớ lắng nghe cơ thể của mình. Đau bụng ở đây có một số những cái lý do sau. Thứ nhất, có thể là đau bụng có thể là do cái rau củ quả mình nó không đảm bảo hay không, cũng phải là một cái lưu ý nhé. Cái hai là cái hiện tượng đau bụng này nó có xảy ra từ trước bây giờ không, hay là nó chỉ mới xảy ra. Đấy, để mà mình còn thay đổi cho nó phù hợp. Đấy ạ. À, Mai Hương, chị ơi, da em nhiều dầu thì ăn loại rau củ quả nào? Nếu như mà da nhiều dầu thì cũng làm thanh lọc cho chị cái 7 ngày thanh lọc gan này trước đi. Đấy, một thời gian sau cái triệu chứng mà da anh chị em mình nhiều dầu, da nổi mụn hay da tàn nhang, da bị nám, nó sẽ thay đổi được hết nhá. Cho nên hãy cố gắng làm đi. Đấy, các loại rau củ quả thì sẽ không có một loại rau củ quả nào đặc biệt để chữa một số bệnh, mà tất cả khi mà chúng ta muốn chữa, muốn cải thiện, muốn thanh lọc cơ thể, chúng ta phải cần rất là nhiều nguồn nó kết hợp lại với nhau. Các loại rau củ quả, vì mỗi một loại rau củ quả nó mang một cái giá trị dinh dưỡng khác nhau, và nó vào cho cơ thể của chúng ta sẽ nó mang cái tính chất thanh lọc và nó cải thiện sức khỏe của chúng ta. Cho nên là những anh chị em có vấn đề về da rẻ, đặc biệt là chị em phụ nữ rất thích là da mịn màng, căng bóng, hồng hào, đúng không? Không bị mụn, không bị tàn nhang ấy, thì hãy bắt đầu bằng cái thử thách 7 ngày thanh lọc gan của Emma trước đi vào bữa sáng nhé. Còn nếu như có điều kiện thì tham gia cái thử thách 17 ngày thanh lọc detox cho Emma, thì một thời gian là anh chị em mình da rẻ rất là khỏe mạnh nhá. Cố gắng lên. À, tối nay chị làm tháo thụt đại tràng bằng nước ấm dễ chịu lắm em. Chị Võ Ngọc Anh đây. Chị Võ Ngọc Anh bây giờ lại lên một cái trình độ mới nữa rồi, lại thêm cái vụ phận là rửa đại tràng. Thôi bây giờ nhá, nói qua cái vụ rửa đại tràng, chị đang thay đổi dần dần và đang lắng nghe cơ thể của mình và đang thấy thích nghi, đúng không? Rất là tốt, hãy lắng nghe đi để áp dụng những cái gì nó làm cho cơ thể của mình khỏe mạnh hơn. Đấy, thì chúng ta hãy cố gắng đấy, áp dụng nó. À, Emma sẽ nói qua về cái lịch trình sáng hôm nay của Emma là như thế nào để anh chị em mình áp dụng này, và chốc nữa trong cái thực đơn ngày hôm nay em sẽ làm cho anh chị em mình cùng theo dõi. Tiếp theo là sẽ trả lời những câu hỏi tiếp theo của anh chị em mình.
Ví dụ như là sáng hôm nay là em đã bắt đầu dậy cái cuộc sống bình thường rồi, dậy từ 5 giờ sáng. Dậy từ 5 giờ sáng uống khoảng 750ml nước chanh ấm, 750ml nước chanh ấm, dậy từ 5 giờ sáng sau đó là uống 750. À, dậy từ 5 giờ sáng này sau đó tập hít thở sâu một lúc ở bên ngoài này, đứng ra ngoài này tập hít thở sâu rất là thích đấy ạ. Sáng sớm rất là dễ chịu thoải mái. Đấy, sau đó là em đi uống 750ml nước chanh ấm. Uống xong một lúc thì có hiện tượng là muốn đi vệ sinh nặng, đại tiện rất là dễ dàng. Đấy là cái thói quen hàng ngày rồi. Để đại tiện vào buổi sáng là cái quá trình thanh lọc cơ thể của mình cũng khá là tốt. Đấy, và mình có cái giờ giấc thanh lọc và đại tiện. Thì sau đó đại tiện xong rồi thì làm gì nhỉ? Ngồi trả lời email một chút, làm việc một chút. Sau đó rồi em tập thể dục, tập yoga. Và hôm nay tập dây kháng lực, cũng tập yoga, tập dây kháng lực. Có đăng ảnh yoga trong cái trang page cá nhân, chúc em đăng cho anh chị em mình xem. Tập yoga, tập dây kháng lực ở tầm khoảng, hôm nay tập khoảng gần tầm 90 phút, đại khái là như thế. Sau đó là em có ăn một quả chuối, uống thêm một chút nước và đi làm cái coffee enema. Đấy, lại làm tiếp coffee enema để thanh lọc. Bởi vì trong cái quá trình chúng ta thanh lọc gan ấy thì chúng ta sẽ bài tiết ra độc tố, đúng không? Thì để trong cái quá trình làm sạch của chúng ta nó diễn ra nhanh hơn và hiệu quả hơn ấy, thì chúng ta kết hợp thêm cái coffee enema hoặc là cái phương pháp enema nữa, thì chúng ta sẽ bài tiết ra những cái độc tố đó ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Đấy, và cơ thể của chúng ta sẽ bình phục một cách nhanh chóng nhá. Cho nên những ai mà chưa làm cái phương pháp enema hãy tham khảo để làm đi. Làm đi, mọi người sẽ rất là thích. Đấy, thì hôm nay em có làm cái coffee enema. Đấy, sau khi làm coffee enema xong thì xuống đây để livestream cùng anh chị em mình. Thì đấy là cái lịch trình của em. Và bây giờ thì em sẽ chuẩn bị cái bữa ăn sáng này. Đấy, cho chính bản thân mình. Nó gần như là sáng trưa mất rồi, đúng không ạ? Bây giờ nó là gần tầm giờ trưa của em rồi. Thì đấy là một số những cái mà em chia sẻ để anh chị em mình cùng nhau rèn thói quen. Mợ Thương cũng làm vừa làm enema xong rồi. Hôm nay em làm enema, làm cái phương pháp đào thải phân thối giữa bằng cái phương pháp enema. Hôm nay mình cũng giữ được khá lâu một chút. Khi nào mà giữ được lâu thì mình ra được rất là nhiều chất cặn bã trong cái đại tràng của mình nhá. Là như vậy. Cho nên là chị Ngọc Anh nhá, lắng nghe cơ thể mình, bắt đầu với nước ấm dần dần cho bằng cà phê, sau đó thi thoảng là bằng nước chanh ấm cho em nhá. Đấy ạ. Những ai chưa có. Chị ơi, những ai mà chưa có cái công thức từ ngày 1 cho đến ngày thứ 5 thì nhắn tin vào fanpage để nhận các công thức chi tiết và cố gắng tham gia đi nhá. Đấy ạ. Dùng rồi em mà chị hơi bị nổi mề đay hết cả người, mọc mụn à đây. Chị Khổng Tích này, dùng rồi em mà ơi, chị đang bị nổi mề đay hết cả người, đầy mụn mọc nước. Đấy đấy chú. Như em đã chia sẻ, khi mà chúng ta làm cái quá trình thanh lọc gan ấy anh chị em mình, bởi vì gan là một cái cơ quan đào thải độc tố. Và nếu như một người mà cơ thể ốm yếu bệnh tật, có nhiều độc tố, thì trong người đó, trong cái quá trình thanh lọc gan, họ sẽ trải qua rất nhiều những cái phản ứng phụ. Cái phản ứng phụ có thể là đau đớn, có thể cả, có những người có những cái phản ứng phụ nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, thì nó phụ thuộc vào cơ thể của từng người. Ví dụ như của chị Khổng Tích thì chị đang bị nổi mề đay hết cả người và mọc mụn. Đấy là cái một trong những cái phản ứng phụ trong quá trình chúng ta thanh lọc và làm detox. Đấy là cái chuyện chúng ta hay gặp chị nhá. Không phải là một mình chị đâu mà rất nhiều người hay bị như thế. Nó phụ thuộc vào tình trạng mức độc tố của chị như thế nào. Đấy, cho nên chị em cố gắng. Bởi vì những cái sản phẩm chúng ta nạp vào người không phải là những cái sản phẩm độc hại. Nó chủ yếu là rau củ quả và thực vật, là những thực phẩm mang tính chất thanh lọc, tái tạo và nuôi nấng các tế bào của chúng ta. Và nó mang cái tính chất làm sạch, chứ không phải là chúng ta uống thuốc hay là chúng ta nhịn ăn hay chúng ta làm bất kể một cái gì đấy, mà chúng ta đang chính dùng thực phẩm để mang cái tính chất làm sạch. Cho nên chị em mình hãy cố gắng, quyết tâm. Trong cái thời gian này chúng ta trải qua phản ứng phụ, một thời gian sau người chúng ta sẽ bình phục. Và những cái độc tố đó nó mà được bài tiết ra ngoài thì chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn rất là nhiều nhá. Hạn chế các loại bệnh rủi ro trong tương lai. Cho nên anh chị em mình cùng nhau quyết tâm nhá. Đấy. Và phải nhớ rằng cái phương pháp mà em hướng dẫn cho anh chị em mình làm ở đây không phải là một cái phương pháp phải uống thuốc, đúng không? Em không hướng dẫn anh chị em mình uống thuốc để đào thải độc tố gan hay là nhịn ăn hay ABC, mà em đang hướng dẫn anh chị em làm sao nhỉ? Cùng bổ sung thực nhiều thực phẩm là rau củ quả đi, để chúng ta làm sao nhỉ? Có cái cơ thể khỏe mạnh hơn, gan của chúng ta được hoạt động tốt hơn, nó không bị trì trệ nữa. Và một trong những cái này cho dành cho những người mà không có một số một trong những cái này nữa để dành cho một số những anh chị mà chưa có niềm tin vào thực vật ý. Theo em đó là anh chị hãy tự làm sao, tự tìm tòi, tự trau dồi kiến thức cho mình để mình có những cái niềm tin sau. Thì đây là một trong những cái quyển sách rất là kinh điển trong quá trình làm sạch cơ thể theo phương pháp tự nhiên. Hãy cố gắng đọc cho em những cái quyển sách này. Đấy,
để chúng ta có niềm tin, để chúng ta chữa lành cơ thể của mình nhá. Ví dụ như cái quyển sách rất là kinh điển mà hiện tại Việt Nam mình đang bán, em nghĩ quyển sách này cũng rất là hay, mọi người nên có. Cái bộ sách của tác giả Norman Walker, nhớ có quyển sách này là Ăn Xanh Sống Khỏe và Ăn Sạch ở đấy. Là bộ sách của tác giả Norman Walker là ông cũng đưa cái phương pháp chữa lành bằng cái việc liệu pháp là uống nước ép rau củ và ăn salad của ông. Nó khá là nghiêm khắc nhưng nó mang một cái tính chất thanh lọc cực kỳ tốt nhá, và nó làm cải thiện sức khỏe, hạn chế bệnh tật. Anh chị em nên đọc cái quyển sách đó để chúng ta có kiến thức. Đấy, có kiến thức rồi chúng ta làm cái gì nó cũng dễ nhá. Còn nếu như mà chưa tin tưởng, không chịu đọc sách này thì hãy cố gắng là tham gia các group mà Emma chia sẻ, hay là cái nhóm detox, những người đã từng tham gia cái lộ trình detox 17 ngày rồi, anh chị em mình đọc những kết quả tuyệt vời của họ chia sẻ để chúng ta có nghị lực hơn nhé. Đọc thêm cái bộ sách của tác giả đó là William Anthony, trong cái bộ sách Cơ Thể Tự Chữa Lành, ông cũng đưa ra cái phương pháp của ông cũng chủ yếu là rau củ quả trong quá trình thanh lọc và cải thiện sức khỏe đấy. Đọc thêm cho em cái bộ sách của tác giả, chắc là ở Việt Nam mình chưa có rồi, bộ tác giả chữa bệnh các căn bệnh ung thư của tác giả Gerson cũng rất là tốt. Mọi người nên đọc cho em những cái quyển sách đó nhé. Đấy, hãy đọc thêm sách cho em thì chúng ta có thêm kiến thức, chúng ta làm cái gì nó cũng dễ dàng hơn, đối với những người mà chưa có niềm tin nhé. Còn những ai mà đã từng tin tưởng Emma, theo dõi Emma rất là nhiều năm nay rồi, còn những anh chị mà theo dõi Emma từ năm 2006 cơ, cái thời mà em bắt đầu làm YouTube ấy, đến tận bây giờ, anh chị đã tin tưởng, đã theo dõi và anh chị đã đạt được rất nhiều những thành công rồi, thì hãy tiếp tục làm những cái thử thách mới. Bởi vì cuộc sống của chúng ta là gì nhỉ? Luôn luôn khám phá, tìm tòi để chúng ta làm sao khỏe mạnh hơn, đúng không ạ? Ví dụ như là anh chị em mình cũng thấy, ví dụ như ngay chính bản thân em nó cũng có cái sự thay đổi theo thời gian. Và chúng ta cũng vậy, không ai là dừng chân tại một chỗ. Ví dụ như ngày xưa khi em mới bắt đầu làm YouTube, cái việc mà em chia sẻ các công thức món ăn ở trên YouTube thời đó nó chỉ là những cái món ăn ngon thôi, món ăn ngon miệng đấy. Lúc đó thì em chưa biết nhiều về dinh dưỡng, cách đây 6-7 năm rồi, chưa biết nhiều về dinh dưỡng cái thời bắt đầu làm YouTube ấy. Năm bao nhiêu, như 2006 à, hồi mới lấy chồng xong làm luôn ấy, đại khái là như thế. Thì lúc đó thì cái món ăn của mình chỉ là những món ăn ngon, mình không biết về dinh dưỡng. Nhưng mà sau khi mình tìm hiểu, mình nghiên cứu, học sâu xa hơn, và mình muốn đưa cái cải thiện cái vấn đề bệnh tật và cải thiện cái vấn đề về sức khỏe cho tất cả anh chị em mình, thì mình đã chuyên sâu hơn về dinh dưỡng. Và bây giờ mình cũng thay đổi theo thời gian, có nghĩa là các món ăn của mình bây giờ nó không phải là những món ăn chỉ là ngon miệng nữa, mà là những cái món ăn mang tính chất là sao nhỉ, chữa bệnh, cải thiện sức khỏe, để giúp anh chị em vừa ăn được ngon miệng, làm sao vừa cải thiện được tình trạng sức khỏe của mình. Đấy là những cái mà chúng ta cần đạt đến nhé, chứ không phải chỉ đơn giản là ngon miệng. Đấy, có rất nhiều món ăn ngon miệng nhưng mang lại rất nhiều những cái hậu quả về bệnh tật nếu chúng ta không áp dụng đúng. Đấy ạ. Thôi, nói qua như vậy về một cái quá trình để anh chị em mình, những ai chưa hiểu về Emma hay là chưa có niềm tin ý, thì hãy cố gắng lên, đọc thêm sách như em chia sẻ là chúng ta sẽ làm được hết nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ vào cái thực đơn cho ngày thứ 6 của ngày hôm nay. Nó sẽ gồm có những cái gì? Trong chuỗi 7 ngày thì ngày mai là ngày cuối cùng rồi, nhanh quá đúng không ạ? Chị em mình thấy nhanh không? Nhanh nhở? Thì cũng giống như mọi khi thôi, sáng chúng ta ngủ dậy là chúng ta sẽ uống tập hít thở sâu. Đối với những anh chị em muốn nâng cao hơn là tập hít thở sâu. Tập hít thở sâu để cho cái lồng ngực của chúng ta nó được làm sạch. Đấy ạ, đấy, làm sạch, đấy, người của chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau đó là chúng ta sẽ làm nước ấm, nước chanh ấm uống. Đối với những người bệnh dạ dày nhạy cảm với cái việc uống nước chanh thì chúng ta có thể là uống nước gừng, nghệ, mật ong vào buổi sáng, nước ấm đều rất là tốt cho mình, hoặc là nước ấm thông thường cũng rất là tốt. Cái việc mà anh chị em bổ sung được nước ấm nó giúp cơ thể các anh chị em thanh lọc và bài tiết một cách dễ dàng, đặc biệt là những người vấn đề về táo bón nhé, hay là những ai đang thừa cân ấy. Nhớ chịu khó uống nước vào, là không ăn được nhiều đâu, là cân nó sẽ cũng sẽ giảm đi một phần nữa nhé. Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ đi làm nước chanh ấm vào buổi sáng đi. Cho những người mà chưa biết về cách làm nước chanh ấm như thế nào thì hãy cố gắng làm sao học cách mà Emma chia sẻ để làm nhé. Nhớ chịu khó tham gia các buổi livestream của Emma để có kiến thức về dinh dưỡng, để chúng ta áp dụng, để mục tiêu chúng ta thay đổi về sức khỏe. Thì nước chanh ấm ấy, thì hôm nay em dùng chanh xanh đi, dùng chanh xanh cho nó gần gũi với người Việt Nam mình. Nhiều anh chị ở Việt Nam mình tìm chanh xanh nó dễ hơn chanh vàng nhá. Thì đối với nước chanh ấm ấy, thì đối với những người mới bắt đầu làm thì chúng ta có thể uống khoảng 250ml thôi cũng được, hoặc là 300ml. Đối với những người uống lâu năm rồi thì chúng ta có thể 500-700 hoặc thậm chí là 1 lít nước chanh ấm vào buổi sáng, tùy theo cơ thể của mỗi người. Nhưng hôm nay em sẽ bắt đầu bằng một cái số nhỏ nhỏ trước đi, để cho anh chị em mình quen dần nhá. Thì chúng ta sẽ cắt chanh ra. Thông thường thì làm chanh vàng thì nó ít đắng hơn, chanh xanh thì nó hay bị đắng. Thì không biết là quả chanh này có biết có đắng không? Nhá. Mình sẽ uống nước ấm này, cắt chanh ra này.
mình sẽ pha một phần nước nóng với một phần nước nguội để tạo thành cái nước ấm nhá. Thì chúng ta sẽ cho vào đây uống khoảng 300ml thôi nhá, cũng được. Và chúng ta sẽ vắt chanh. Cái việc vắt chanh vào đây nó phụ thuộc vào cái cơ thể của từng người một. Có những người mà bị bệnh dạ dày, họ rất là nhạy cảm với đồ chua, thì chúng ta chỉ vắt một chút xíu chanh thôi, hoặc là chúng ta có thể cắt lát miếng chanh cho vào nhá, để nó có cái mùi thơm của chanh cũng được, không cần phải vắt nước, đối với những người bệnh dạ dày nặng. Còn bình thường thì chúng ta có thể cho vắt một chút nước chanh cho vào đây. Cái tỷ lệ nước chanh nó không có một cái định mức nào nhất định, nó định mức theo cái nhu cầu cơ thể của người đó và cái thích nghi của người đó như thế nào. Cho nên anh chị em mình cũng không máy móc. Ví dụ như thấy cô em ma, cô vắt hẳn một quả chanh với cốc nước này, ngày mai mình cũng làm tương tự, vắt cả một quả chanh và nước đó. Trong đó mình bị bệnh viêm loét dạ dày rất là nặng, mình chắc chắn là mình sẽ không thể theo được cô em ma, đúng không? Cho nên là hãy lắng nghe cơ thể của mình, tình trạng sức khỏe của mình, để mình thay đổi cho nó phù hợp. Miễn làm sao sáng sớm mình dậy là mình vẫn có một chút nước ấm trong cơ thể của mình, nó giúp cho mình cái quá trình thanh lọc diễn ra tốt nhất có thể nhá. Đấy là anh chị em mình nhớ. Chứ đừng thấy đấy là em đã hướng dẫn anh chị em mình cách thay đổi làm sao cho nó đúng. Mình vắt một chút chanh vào đây theo cái liều lượng của mình thì mình uống thôi nhá. Đó là mình uống xong một lúc đi, rèn cho mình một thói quen mỗi ngày. Thời gian bây giờ em đã tính ra hơn 10 năm rồi đấy. Uống xong một cốc nước chanh ấm này, xong người nó tỉnh táo này, sáng ngủ dậy người nó tỉnh táo rồi, tinh thần thoải mái rồi, có thể đi đọc sách rồi đi làm một số những cái việc cá nhân, hoặc là có thể đi ngồi nghỉ ngơi một chút, chốc nó tập luyện gì đó. Nhưng mà cố gắng dành thời gian cho bản thân, cố gắng chịu khó dậy sớm đi một chút nhá. Dậy sớm được một chút là chúng ta sẽ khỏe hơn, chúng ta thành công hơn so với những người họ dậy muộn đấy ạ. Thành công ở đây trên mọi mặt, đúng không? Cho mình tham gia, chị ơi tham gia luôn đi, 7 ngày thanh lọc nhá, 17 ngày. Những ai chưa có cái lộ trình 17 ngày detox anh chị em mình đăng ký. Còn những ai muốn tham gia cái thử thách 7 ngày thanh lọc gan, anh chị em mình nhắn tin vào fanpage để nhận công thức từ ngày 1 đến ngày 5. Và hôm nay là ngày thứ 6 nhá. Thì hôm nay là mình đã xong uống nước chanh ấm không rồi nhá. Thì bây giờ cái bữa ăn sáng của chúng ta là như sau. Có hai sự lựa chọn cho anh chị em mình. Đối với những người nào có máy ép thì chúng ta có thể ép một số nước ép rau củ chúng ta uống nhá, trước khi chúng ta ăn sáng cũng được, hoặc ăn hoa quả trước khi chúng ta ăn bữa ăn sáng chính. Cái này thì tùy theo nhu cầu cơ thể của mỗi người. Như hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị em mình cách làm sinh tố đi. Làm sinh tố đi, bởi vì hôm qua mình đã uống rồi này. Hôm qua mình đã làm nước ép này và hôm qua mình đã ăn hoa quả rồi. Mình ăn một bữa hoa quả rất là giàu màu sắc rồi, đúng không? Thì hôm nay mình thay đổi một chút cho cơ thể của chúng ta nó cũng cảm thấy hứng thú hơn nhá. Không cảm thấy buồn chán, đúng không? Có nhiều người họ hay cảm thấy là buồn chán trong các bữa ăn sáng. Thì chúng ta thay đổi liên tục đi thì người chúng ta sẽ hứng thú hơn rất là nhiều trong cái việc tham gia thử thách này. Thì hôm nay chúng ta sẽ ăn uống sinh tố xanh nhá. Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ uống sinh tố xanh. Cái món sinh tố xanh này hôm nay có tính chất thanh lọc, bổ sung vitamin và khoáng chất. Nó gồm những cái nguyên liệu sau. Và khi mà em đọc những cái nguyên liệu này, anh chị em mình ở nhà mình không có nguyên liệu gì, trong những cái nguyên liệu em có thì nhớ nhắn tin để em biết, để em có thể là thay đổi luôn cái công thức cho anh chị em mình cho nó phù hợp nhá. Thì không có nguyên liệu gì nhớ đặt để em biết. Đây, cái món sinh tố ngày hôm nay, bỏ đây trước ạ, chuẩn bị cái phần cắt ra. Mình sẽ gồm những cái nguyên liệu cực kỳ đơn giản, chắc chắn là nhà nào cũng có. Đấy, nếu không có thì nhắn tin để em biết, để em chuyển cái nguyên liệu cho. Đu đủ nhá. Chắc là nhà nào cũng có cây đu đủ đúng không? nhà em ma mẹ ở quê có cây đu đủ rất là sai quả. Lúc nào cũng gọi điện về mẹ chịu khó ăn đu đủ nhá, cực kỳ tốt cho sức khỏe của mình đấy. Cái hàm lượng vitamin C, hàm lượng vitamin A này cực kỳ tốt cho cơ thể đấy. Và hàm lượng trong đu đủ có cả cái chỗ hỗ trợ làm cho da rẻ của chúng ta lúc nào cũng mịn màng luôn, nên chịu khó ăn đu đủ vào. Chúng ta sẽ cho một miếng đu đủ. Và nói qua cái tác dụng của đu đủ này cực kỳ tốt, đó là chúng ta sẽ bỏ cái phần hạt đi, bỏ cái phần vỏ đi. Cái phần hạt đu đủ thực ra nó cũng rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, nó hỗ trợ trong quá trình làm sạch tẩy giun sán đấy. Đấy, cho những ai mà thích ăn cái hạt đu đủ vẫn có thể ăn hạt đu đủ được, rất là ngon. Chỉ có điều cái hạt đu đủ thì nó có hơi bị đắng một chút, nhưng chính cái vị đắng đó nó có tác dụng để tẩy giun sán đấy. Cho nên là những ai ăn được thì ăn thêm một chút hạt đu đủ cũng rất là tốt. Còn không thì bỏ hạt đu đủ đi cho cái công thức sinh tố này nó ngon hơn cho với những người mới uống nhá. Đấy ạ. Thì chúng ta sẽ cùng cắt một miếng đu đủ cho vào đây. Và nhớ là cái lộ trình thanh lọc gan này áp dụng được cho cả tất cả mọi người, từ trẻ nhỏ cho đến người lớn. Tất cả chúng ta ai ai cũng làm được vì nó rất là dễ, đúng không ạ? Đấy. Từ những người khỏe mạnh, từ những người bệnh tật, từ những người béo cho đến người gầy, tất cả chúng ta ai ai cũng làm được, không có lý do gì chúng ta không làm được. Bởi vì cái phương pháp chúng ta áp dụng
nó cũng chỉ là cái phương pháp mà bổ sung thật nhiều rau củ quả thôi, nó rèn cho chúng ta một cái thói quen ăn uống lành mạnh. Cho nên anh chị em cố gắng động viên nhau để tham gia nhé. Đấy, thì mình sẽ bỏ hạt đu đủ đi một chút đấy. Còn nếu ai ăn được hạt đu đủ thì cho hạt đu đủ vào rất là tốt nhé, vì nó có tính chất làm tẩy giun sán đấy. Em sẽ cho một chút hạt đu đủ, sau đó là chúng ta sẽ cho nó vào cái tay hạt đu đủ cho cái máy này hả? Mình sẽ cho đu đủ vào cái máy xay sinh tố này. Tùy dùng nhiều hay dùng ít đu đủ nhé, tùy theo từng cái khẩu phần của mình. Làm cái này cực kỳ dễ. Cho thêm một miếng đu đủ nữa nhé. Quả đu đủ này rất là ngon nhá. Mua từ lâu rồi mà em ăn không hết. Bởi vì nhà em ăn lúc nào cũng có rất là nhiều cái loại hoa quả ấy. Cho nên là mình thay đổi cho nó đa dạng. Dùng một khúc đu đủ là khoảng 2 lạng cho vào đây. Đấy nhá. Công thức này rất là dễ uống, rất là dễ tìm. Hôm nay em cũng cho một chút hạt đu đủ vào đây nữa. Nó sẽ có vị hơi ngái ngái một chút, nhưng nó lại rất là tốt trong quá trình thanh lọc. Đấy, cho nên mình có thể cho vào được. Cho đu đủ vào rồi này, thì nguyên liệu đầu tiên là đu đủ. Nhưng ai mà không có đu đủ thì nhắn tin để em sẽ thay thế nguyên liệu cho anh chị em mình nhé. Còn nếu có thì là tuyệt vời, cho luôn vào nhé. Sau đó là chúng ta sẽ cho một loại rau. Chúng ta sẽ cho rau spinach vào nhé. Đấy, hãy chịu khó ăn những loại rau mà có tính chất thanh lọc mạnh nhất này, hàm lượng vitamin và khoáng chất nhiều nhất chúng ta ăn nhé. Cũng là rau nhưng nhiều người họ hay ăn rau xà lách. Rau xà lách thì nó có hàm lượng giá trị vitamin nó không thể nhiều bằng rau spinach, cho nên chúng ta hãy chọn những loại rau có tính chất gọi là giàu hàm lượng giá trị dinh dưỡng nhất để chúng ta ăn. Đấy, trường hợp mà không có cái rau spinach này, có nghĩa là rau chân vịt, rau cải bó xôi, chúng ta có thể dùng một chút rau xà lách cũng được, hoặc là rau cải cầu vồng cũng được nhá. Đấy ạ. Nếu trường hợp những người không có. Đấy, còn những anh chị em mà có thì tội dùng không dùng, đúng không? Chúng ta sẽ dùng đi. Đấy. Mình sẽ cho họ khoảng 1 nắm hoặc 2 nắm rau. Em cho hẳn 1 nắm to ấy, rau rất là to luôn, bởi vì em ăn quen rồi. Em ăn nhiều rau quen rồi. Cho nên không có rau thì thay bằng gì? Không có rau spinach thì thay bằng rau xà lách cũng được nhá. Hoặc là rau xà lách, một chút rau xà lách mình cũng được đi em ơi. Rau xà lách của mình cũng được. Hoặc là một cho rau cải keo cũng được. Nhưng mà đối với rau cải keo thì cho ít thôi, đừng cho nhiều quá, bởi vì rau cải keo nó khá là cứng và nó cũng khá là hăng. Nó hăng hơn với rau spinach, cho nên cho một chút xíu thôi. Còn trường hợp mà không có cái này thì cho thêm một chút lá mùi thì cũng được nhá. Lá mùi thì mang tính chất đào thải kim loại nặng cho gan. Đấy ạ. Được không? Không có dứa và đu đủ, có bó xôi. Mình cái công thức này hôm nay em sẽ không cho dứa. Không cho dứa. Em để cái quả dứa ấy nhìn rất là đẹp mắt lúc đầu, nhưng mà thôi không cho dứa, cho nó đơn giản cho anh chị em mình dễ dùng. Nhiều nguyên liệu quá lại sợ phức tạp, đúng không ạ? Cho đơn giản nhất nhá. Đấy. Thế là cho đu đủ này, cho rau spinach này. Bây giờ cái nguyên liệu này chắc là nhà nào cũng có đúng không? Chuối nhà nào cũng có, không có lý do gì để không có đúng không? Chịu khó ăn chuối vào rất là tốt cho mình. Mình sẽ cho một quả chuối hoặc là 1/2 quả chuối nhá. Cho một quả chuối đi. Vì hôm nay em cho khá là nhiều đu đủ rồi thì em cho một quả chuối. Và nhớ là chọn cái loại chuối nó chín dừ ấy nhá. Chín dừ nghĩa là cái vỏ bên ngoài nó màu vàng ấy, vàng đậm đấy. Có rau mồng tơi. Thực ra cái công thức mà cho rau mồng tơi là em chưa làm sinh tố với rau mồng tơi bao giờ, nhưng mà em cũng biết chắc là nếu như mà cho rau mồng tơi nó khá là hăng và nó sẽ bị nhớt. Cho nên đối với những anh chị em mà muốn trải nghiệm cái rau mồng tơi thì cho một chút xíu thôi. Mà tốt nhất là dùng rau má đi. Nếu không có rau mồng, không có rau spinach, dùng rau má cũng rất là ngon trong cái công thức này. Dùng rau má nhé, một nắm nhỏ rau má rất là tốt trong cái công thức này nhé. Đấy, nếu như không có rau spinach thì rau má chắc ở Việt Nam mình sẵn hơn, đúng không ạ? Rau mồng tơi thì em sợ nó nhớt. Nhớt thì khi mà làm sinh tố, đối với những người mà chưa uống bao giờ thì họ sẽ cảm thấy không được ngon miệng. Mà cái mục tiêu của chúng ta là làm sao nó phải ngon miệng để chúng ta còn thích thú, đúng không? Còn làm không ngon thì làm sao chúng ta sợ, làm sao không dám uống. Đúng không? Đấy. Cho một quả chuối vào rồi này. Cho đu đủ này, cho spinach này rồi này. Và bây giờ một trong những cái nguyên liệu này cũng rất là sẵn ở Việt Nam mình mà đang là theo mùa, đúng không? Đó là cho quả thanh long đỏ nhé. Cho quả thanh long đỏ này vào. Chúng ta có thể cho 1/4 quả thanh long đỏ, hoặc là 1/3, hoặc thậm chí 1/2 đều được nhé. Thanh long đỏ cực kỳ tốt cho da dẻ, cực kỳ tốt cho gan, bởi vì nó có chất chống lão hóa rất là nhiều. Đấy, hàm lượng vitamin C của nó rất là nhiều. Cho nên anh chị em mình hãy chịu khó ăn thanh long đỏ nhé. Đấy, và hàm lượng đường trong thanh đỏ nó cũng không quá nhiều. Cho nên nhớ chịu khó ăn thanh long đỏ. Đấy, chất chống lão hóa rất là nhiều cho chị em phụ nữ. Nhưng ai mà muốn da dẻ mịn màng, căng bóng này, vitamin C, hãy chịu khó ăn thanh long đỏ nhé. Đấy. Mình sẽ cho một cái, bởi vì thanh long đỏ bên em đang dùng là thanh long đỏ đông lạnh, cho nên em dùng một bát con thanh long đỏ đông lạnh. Còn ở Việt Nam mình có thể dùng 1/3 hoặc là 1/2 quả thanh long đỏ cho vào nhé. Nhớ. Đấy.
ở bên Mỹ này nhiều khi không mua được rau củ tươi giống như kiểu ở nhà mình đâu, cho nên là bên em cũng hay mua hoa quả đông lạnh ấy, thì nó tiện hơn và nó rẻ hơn. Cho nên anh chị em mình cũng tương tự như thế nhá. Đấy, một số chị đang nhắn tin này. Rồi này, xong rồi nữa này. Bây giờ đến một số những cái nguyên liệu sau. Cái nguyên liệu này thì nếu mà có thì cho vào rất là tuyệt vời, còn nếu như không có thì thôi, để khi nào mình mua thì mình cho vào đi. Nhưng mà em khuyến khích anh chị em mình nên có những cái nguyên liệu này trong gian bếp của mình. Bởi vì nếu như mình càng có những nguyên liệu là những thực phẩm superfood thì mình càng có hơn cơ hội được ăn những nguyên liệu đó, đúng không ạ? Ví dụ như là bột tảo, em rất hay cho đó là bột tảo biển màu xanh, cực kỳ tốt cho chị em phụ nữ, hỗ trợ thanh lọc máu, bổ sung hàm lượng iốt, bổ sung hàm lượng protein. Cho nên chịu khó ăn cái bột tảo biển này nhá. Đấy, bột tảo biển này cho vào đây, cho quá trình thanh lọc của chúng ta diễn ra một cách thuận lợi nhất, đấy ạ, hiệu quả nhất. Thì chúng ta có thể cho 1/2 teaspoon cái bột tảo đỏ này vào nhá. Bột tảo biển màu xanh, đấy, spirulina đấy, đấy. Những ai mà chưa có thì mua ở Việt Nam mình ở Emdola cũng có. Mình cho khoảng 1/2 teaspoon vào đây nhá. Nhớ chịu khó đi. Những ai có vấn đề về các tuyến về dây thần kinh ấy, các thứ liên quan đến máu ấy, đấy. Hay là những ai muốn bổ sung iốt thì chịu khó bổ sung vào những thực phẩm này. Anh chị em nhìn rõ không? Nhìn rõ không? Đấy. Phong cảnh vườn đẹp nhờ. Em cảm ơn chị. Một cái loại bột nữa cũng rất là tuyệt vời trong quá trình thanh lọc mà ở Việt Nam mình có sẵn, tại sao không lẽ không dùng, đúng không? Đó là quả noni, là quả nhàu. Đấy. Quả nhàu cực kỳ tốt nhá, có hàm lượng chất chống lão hóa rất là nhiều. Cho nên anh chị em mình nhớ sử dụng cái quả nhàu này cho em. Cho nên là những ai mà muốn có da dẻ mịn màng này, bổ sung thêm chất chống lão hóa này, đúng không? Thì ăn thêm cái bột quả nhàu này. Đấy. Những cái loại bột này như ở bên Emdola cũng có. Còn trường hợp không có cái bột quả nhàu thì không cho vào cũng được nhá. Nhưng mà có thì em khuyến khích mọi người nên cho em. Đấy ạ. Thì đây mới gọi là những cái công thức sinh tố dinh dưỡng, chứ không đơn thuần chỉ là rau củ quả cho tùm lum vào, đúng không? Mà chúng ta phải biết lựa chọn rau củ quả này, biết cho các loại bột dinh dưỡng vào thì chúng ta mới đem lại một bữa ăn hoàn hảo, đúng không? Cho thêm một chút bột quả nhàu này vào, cho khoảng 1/2 teaspoon bột quả nhàu này vào nhé. Là tên tiếng Anh nó là quả, không có quả nhàu thì làm sao ạ? Không có quả nhàu thì thôi không cho. Còn nếu như có thì em nên cho chị nhé. Đấy. Do đó là em khuyến khích anh chị em mình nên có những cái loại bột này trong gian bếp của mình đi. Dùng rất là lâu. Dùng rất là lâu nhá, nhớ chịu khó này. Còn đây một cái loại tảo nữa. Và loại tảo này cũng là đang một trong loại tảo phổ biến, rất là phổ biến của người châu Âu rất hay dùng ấy. Mà nó mang cái tính chất là đào thải kim loại nặng cho gan rất là tốt. Gọi là tảo đỏ nhá. Nó có tên gọi là Douce Flake. Anh em nhìn rõ không? Đấy, cái tảo đỏ này nhá, cực kỳ tốt trong quá trình đào thải kim loại nặng cho gan, nó còn tốt hơn cả tảo xanh cơ. Đấy. Thì nếu như mà chị em mình có cái tảo đỏ này cho vào, còn nếu như không có thì thôi không cần cho nhá. Thay thế cho em bằng một chút rau mùi nhá. Nếu như có tảo đỏ thì cho vào, còn không có tảo đỏ thì thay thế bằng 3 hoặc 4 nhánh rau mùi cho em vào nhá, cho nó vào. Đấy. Bởi vì nó cũng tương tự có tính chất là đào thải kim loại nặng cho gan. Đấy ạ. À, cho một chút tảo đỏ này vào cực kỳ tốt cho mình nhá, nhớ chịu khó. Cho khoảng 1/2 teaspoon thôi. Đấy. Thì đây là một trong những loại công thức sinh tố giàu dinh dưỡng. Nó đem lại cái tính chất thanh lọc, cải thiện sức khỏe cho chúng ta. Đấy. Nó quá trình làm sạch. Cho nên anh chị em mình nhớ khi đã làm sinh tố là phải làm đúng cách. Và chúng ta làm như này chúng ta sẽ cảm giác là một bữa ăn rất là hoàn chỉnh. Và chúng ta ăn cảm thấy no, không bị đói nhanh nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho. Đặc biệt khi làm sinh tố xanh là chúng ta chỉ ưu tiên thứ nhất là nước ép rau củ hoặc là nước ép hoa quả, hoặc là nước lọc chúng ta cho vào để chúng ta làm, hoặc thi thoảng chúng ta dùng sữa hạt. Chứ chúng ta tuyệt đối không nên cho, Emma không khuyến khích anh chị em mình cho sữa bò hoặc là sữa béo khi làm sinh tố xanh nhé. Bởi vì sinh tố xanh nó có mang cái tính chất thanh lọc tái tạo, đúng không? Thì chúng ta phải cho những cái sản phẩm nào nó hỗ trợ thanh lọc tái tạo nhanh nhất. Đấy, hạn chế cho những cái sản phẩm mang tính chất ức chế trong quá trình thanh lọc của chúng ta đi. Cho nên hạn chế, không nên cho sữa bò vào đây nhá, không nên cho sữa bò. Cho đó chúng ta cho nước thôi, cho nước vào nhá. Chúng ta sẽ cho khoảng, đây em sẽ đổ cái cốc nước này vào đây, nước vừa rồi. Cho khoảng từ 400ml nước thôi. Nếu như mà ai thích uống nó lỏng loảng thì cho nó nhiều nước hơn một chút, 450ml. Còn những ai mà muốn nó đặc đặc ấy thì mình chúng ta cho làm sao nhỉ? Ít nước thôi, khoảng là 350ml. Đấy, như thế này. Thế vậy là anh chị em mình đã rõ cái nguyên liệu chưa? Còn những ai chưa rõ nguyên liệu nữa không? Còn đang thiếu những nguyên liệu gì nhắn tin để em thay thế luôn thế nào?
Cả nhà mình đã rõ hết nguyên liệu chưa? Hôm nào em quay cảnh vườn đằng sau nhé. Đây, vườn đằng sau nhà em đây. Nhà em có mỗi một chút xíu vườn này thôi, không có chỗ gì nhiều cả. Và em cũng chỉ ở cái chỗ này khoảng một tuần nữa thôi. Chỉ có một tuần nữa thôi là anh chị em được ngắm cái khu vườn nhà em. Còn tuần sau nữa là 10 ngày sau nữa là em sẽ ở nơi khác rồi nhá. Ngày 7 gồm những gì em ơi? Chị Kiều Nga ơi, nhanh thế, hôm nay mới là ngày thứ 6. Ngày 7 là ngày mai, thì cố gắng theo video của em ngày mai nhá. Cố gắng theo cái livestream của em ngày mai nữa. Hôm nay mới ngày thứ 6. Đấy. Cho bột protein có được không? Thực ra cái bột protein nếu là bột protein thực vật thì mình có thể cho một chút được, thì nhưng mà thôi, tại vì mình đã có những cái này cũng đã đủ rất là nhiều cái nguồn năng lượng rồi, thì chúng ta cũng không cần nhất thiết phải cho bột protein nữa. Còn nếu cho thì cho loại thực vật nhá. Chị Thanh Lan nhá. Nhưng ai chưa có? Chị ơi có thể chia sẻ bộ sách đó được không ạ? Bộ sách cho mình chị Thu Minh ơi, những chị mà chưa có cái bộ sách, nghĩa là cái thực đơn từ ngày 1 cho đến ngày thứ 6 này đúng không? Những ai mà chưa có thì anh chị em mình nhắn tin vào fanpage để nhận thực đơn chi tiết từ ngày 1 đến ngày thứ 6, là hôm nay là ngày thứ 6 rồi. Ngày mai anh chị em mình nhớ chịu khó đặt lịch để theo dõi livestream của Emma tiếp vào lúc 9 giờ sáng ngày mai. À 9 giờ tối ngày mai của anh chị em mình, để theo cái thực đơn cho ngày thứ 7 để xem ăn gì uống gì. Và sau đó là anh chị em mình nhớ tham gia cả một cái lộ trình 7 ngày nhá. Đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi xay tiết mù lên thôi. Nhanh nhở, làm sinh tố rất là đơn giản. Cho tất tần tật vào đây, xong chúng ta sẽ bật máy lên và chúng ta sẽ xay tiết mù. Anh xem em bật máy chưa nhá. Nhớ khi làm sinh tố anh chị em mình chọn cái máy nó khỏe khỏe một chút, thì nó sinh tố của mình nó xay mịn, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Để em ổn định cái đồ nghề, không là bật máy sợ nó nặng rơi đồ nghề ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ xay nhá. Cái máy nhà em đang dùng là máy của Vitamix cho nên rất là khỏe. Chúng ta cực kỳ nhanh, cực kỳ đơn giản đúng không? Vừa ăn vừa khỏe người, vừa đẹp da, người tràn trề năng lượng rồi gì. Honey, can you turn the aircon off? Sorry anh chị em mình. Lao. Chồng em lại bật cái điều hòa làm nó ẩm. Đấy. Sau đó là chúng ta xay xong rồi chúng ta sẽ. Sorry chị em. Đang đứng ở ngoài nói chuyện với anh chị em mình, chồng em mang bật cái điều hòa, cái máy điều hòa nó bên ngoài, cái ổ gì nó ở bên ngoài đấy, nó kêu anh chị em mình nghe rõ không, có bị ầm không ạ? Đấy, về nhà đợi em một chút nhé, em bảo chồng em mang tắt cái điều hòa đi, nó ầm quá. Anh chị em mình sợ ầm, cả nhà mình nghe rõ không ạ? Đấy, cái điều hòa tự dưng nó kêu bây giờ, nó hết kêu rồi. Xin lỗi anh chị em mình nhá, công nghệ thông tin nó hơi bị trục trặc. À đây, thì chúng ta sẽ xay tiết mù lên, thì chúng ta sẽ có một cái ly sinh tố, nó cái nhìn giống như ở cái màu chocolate như thế này. Màu nâu nâu chocolate, nhưng mà thực ra nó rất là ngon. Cho nên là những ai mà chưa làm thì hãy làm đi. Làm đi sẽ thấy là những cái ly sinh tố chúng ta uống là đem lại những cái giá trị sức khỏe cho mình. Cho nên là bây giờ em mời anh chị em mình nhá. Ngon lắm. Hôm nay mình cho cái vị này, cho thêm cái bột quả nhàu vậy. Nó cảm giác như hơi của cái mùi cà phê. Cho cái bột quả nhàu vậy. Cho nên cái ly sinh tố của mình nó cái màu cà phê. Màu chocolate ấy. Vị này ngon lắm cả nhà ơi. Rất là dễ uống, rất là ngon. Đấy. Nhưng ai mà muốn nó ngọt hơn một chút nữa thì chúng ta có thể tăng quả chuối lên nhé.
thì để nó ngọt hơn, chứ đừng cho đường, cũng đừng cho những cái chất là tạo ngọt vào nhá. Đấy ạ, chúng ta muốn tạo ngọt là cho thêm hoa quả, ví dụ như là cho thêm chuối hoặc là cho thêm đu đủ vào thì nó sẽ tạo cái vị ngọt tự nhiên, và chúng ta uống nó sẽ tốt hơn và tiếp nó dễ dàng hơn trong quá trình tiêu hóa nhá. Thì đây là một cái món ăn sáng, chúng ta sẽ làm cái công thức này, chúng ta sẽ uống nó cho bữa ăn sáng, uống cho đến khi nào mà chúng ta cảm thấy no thì chúng ta dừng lại. Còn cái phần mà chúng ta uống không hết thì chúng ta có thể để dành cho bữa ăn phụ của chúng ta uống tiếp, để trong tủ lạnh nhá. Đấy, hoặc chúng ta có thể chia sẻ cái công thức này cho người thân, những người chúng ta ở cùng, để chúng ta cùng nhau được hưởng thụ nhá. Đấy, mục tiêu của chúng ta là cùng nhau thanh lọc cơ thể. Còn trường hợp những người, thì đây là một trong những bữa, còn trường hợp mà những người mà đã uống cái công thức này rồi, uống hết cho cả bữa sáng rồi, no rồi, nhưng mà đến tầm khoảng 9 đến 10 giờ chẳng hạn mình lại đói quá thì sao, đúng không? Nếu như trường hợp mà đến 9 đến 10 giờ mà đói quá thèm ăn ấy, thì ăn cho Emma đó là, chọn cho Emma là dưa, các loại dưa nhá. Dưa cực kỳ tốt cho gan trong quá trình thanh lọc. Đấy, phải chọn đúng hoa quả thì mới đem lại hiệu quả tốt. Có thể ăn dưa hấu hoặc ăn dưa vàng, dưa lê. Cái dưa này Emma mua là dưa Hàn Quốc, nó rất là thơm ấy, thơm ơi là thơm. Thơm lắm. Ăn một quả dưa như thế này cho các bữa ăn phụ cho Emma, nếu như trường hợp mà bị đói nhá. Và những ai mà thèm có cảm giác nhai, đúng không? Nhiều khi uống là không được nhai ấy, thì thèm nhai nhai ấy, thì ăn thêm dưa cho em vào những bữa ăn phụ nhá. Rất là tốt, và hãy lắng nghe cơ thể của mình. Đấy. Uống để em nhìn cái phần nó hơi xa thì nhìn bằng cái máy này cho nó dễ nhá. Đây. Làm đi, chị em mình làm đi, làm đi, làm đi rồi lại thích. Uống đến khi no, thừa để uống vào bữa phụ, đúng rồi chị Đỗ Hữu Phương ơi. Mình uống đến khi no, sau đến mình thừa thì mình để vào bữa phụ cho em nhá, đừng uống cố. Còn trường hợp mà những người đã uống hết cái này rồi, vào một bữa ăn sáng thấy no rồi, nhưng mà tầm đến khoảng 9 đến 10 giờ sáng chẳng hạn, đói ơi là đói, lại thèm bữa ăn phụ ấy, thì ăn thêm hoa quả, nhưng hãy chọn cho em là ăn các loại dưa, cực kỳ tốt cho gan nhá. Gan rất yêu thích các món mà liên quan đến các loại dưa vàng, dưa lê, dưa gang này, cực kỳ tốt, các hàm lượng vitamin C rất là nhiều. Cái lượng đường trong các loại quả dưa này rất là tốt trong quá trình phục hồi năng lượng cho gan, cho nên chịu khó ăn nhá. Và hình như là dưa cũng đang là mùa ở Việt Nam mình, đúng không? Đang là mùa hè, là mùa các loại dưa ấy, nó rất là rẻ, nó theo mùa, nó rất là ngon, thì chịu khó ăn đi nhá. Đấy ạ. À, rồi để em trả lời câu hỏi đấy nhá. À, đây, uống đến khi no, đúng rồi. Cả anh chị em mình nhìn rõ không ạ? Đây, em phải out ra vì cái này nó lại bị mất cái phần tin nhắn của anh chị em mình. Chị em mình đến phần này rồi, chị em mình có câu hỏi gì nữa không? Thế vậy là cái thực đơn ngày thứ 6 của chúng ta rất là đơn giản, là uống sinh tố. Sinh tố hôm nay chắc là vị chocolate thôi, nó đúng hơn, không phải vị xanh, bởi vì mình cho các loại màu vào nó thành vị chocolate rồi. Mặc dù là có rau xanh. Thì hôm nay của chúng ta sẽ là ngày thứ 6 là uống sinh tố rau củ, kèm thêm ăn thêm dưa vàng hoặc là dưa gang, dưa hấu cho các bữa ăn phụ của mình. Đấy, đấy là một bữa ăn sáng hoàn hảo để quá trình thanh lọc gan của chúng ta diễn ra thuận lợi nhất nhé. Thuận lợi, nhanh nhất và không tốn kém. Đấy. Chị em mình còn gặp khó khăn gì nữa không? Tất cả anh chị em mình, những người đang theo dõi Emma có gặp khó khăn gì, có câu hỏi gì nữa không, để cần Emma hỗ trợ luôn thì anh chị em mình nhắn tin, thì em sẽ chia sẻ nhắn hỗ trợ cho anh chị em mình. Không có đu đủ thay bằng xoài được được không chị Hiền ơi? Không có đu đủ thay bằng xoài cho em được nhé, nhớ là xoài chín rất là ngon. Các loại hạt mua ở đâu chị ơi? Các loại hạt này mình mua ở Em Đô La có bán các loại hạt này đấy, nhớ mua và dùng dần nhé, đừng bỏ đi. Có những chị đang làm xong cái lộ trình detox 17 ngày rồi, các loại thực phẩm superfood các chị dùng xong rồi các chị lại mang đi bán lại. Em đã bảo rồi, đừng bán lại, hãy dùng tiếp. Bởi vì đấy là những cái giống như kiểu những cái phần gia vị của mình khi nấu ăn ấy, thì chúng ta hãy dùng nó để khi chúng ta sử dụng các công thức sinh tố trong tương lai, chứ đừng đi bán lại. Nhà Emma luôn luôn có những cái sản phẩm các loại bột superfood này, chúng ta nên giữ lại nhá. Đấy. À đây. Chị ơi, em đang cho bé bú thì uống sinh tố này được không? Em đang cho bé bú đều uống được sinh tố này nhá. Đấy. Nếu không có đu đủ thì thay bằng gì? Không có đu đủ thay bằng xoài nhá. Thay bằng xoài chín. Em ơi, chị vừa vào em nói vào đồ thứ 6. Chị Vân ơi, ngày hôm thứ 6 là chúng ta sẽ uống sinh tố tổng hợp này, kèm thêm là chúng ta sẽ ăn hoa quả nhé, và bữa ăn phụ ăn các loại dưa cho em. À, Tuệ Minh Đào, các loại hạt mua ở đâu em ơi? Chị ơi, cái loại hạt chị mua bên Em Đô La có các loại hạt cho anh chị em mình đấy, cứ mua là có hết đấy nhá. Đấy ạ, dùng dần.
Không có đúng rồi, nhìn em uống thấy ngon quá mà mình bây giờ vẫn nhắm mắt uống không, nhưng tất cả vì sức khỏe. Chị Phạm Thái Ly ơi, cái việc mà em uống được ý, là do cơ thể của em nó quen rồi, nó cũng phải mất rất là nhiều thời gian để em có thể rèn cho mình được cái thói quen uống nước ép rau củ như thế này. Đấy, không phải tự dưng mà mình áp dụng được ngay, vì em cũng hiểu cái cảm giác của anh chị, bởi vì em cũng giống anh chị mà thôi, cũng bắt đầu xuất phát cũng giống như kiểu của anh chị, là cũng ăn những cái món ăn giống y hệt nhà mình ăn và cũng rất thích ăn các món ăn ở nhà mình, rất là ngon, đậm đà, mắm muối, gia vị ỏm giả rất là ngon đúng không? Nhưng chỉ có điều là chúng ta đang ăn quá nhiều những cái sản phẩm đó và chúng ta đã ăn thiếu đi cân bằng dinh dưỡng, dẫn đến người chúng ta có rất là nhiều những vấn đề về bệnh lý sức khỏe, ví dụ như là cao huyết áp rồi nè, vấn đề về bệnh huyết áp thấp là vấn đề về bệnh dạ dày, vấn đề về bệnh tiêu hóa, vấn đề về bệnh gan đúng không, bệnh trĩ, các loại bệnh. Nhưng tại vì chúng ta ăn uống như thế và chúng ta không biết cân bằng dinh dưỡng, chúng ta bị bệnh. Và bây giờ chúng ta mới biết được rằng do chúng ta bị bệnh là do chúng ta ăn uống chưa hợp lý và chúng ta chưa có thói quen rèn luyện sức khỏe. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta muốn cải thiện sức khỏe của mình tốt hơn thì chúng ta phải làm sao? Phải thay đổi thôi, thay đổi cái lối sống của chúng ta đi, thay đổi cái lối sống mà chúng ta đang làm đi, để chúng ta sống khỏe mạnh hơn, vẫn được ăn những món chúng ta yêu thích nhưng ăn trong phạm vi cho phép. Đấy, đúng không ạ? Emma vẫn được ăn những cái món mình yêu thích. Ví dụ như mà hôm nào thích ăn món ăn Việt Nam, các loại bánh cuốn, bánh bèo, rồi bánh bột lọc, rồi các loại bánh rất là ngon ấy. Hay là phở, bún miến, những món ăn Việt Nam mình ngon tuyệt vời đúng không? Nhưng mình vẫn được ăn. Nhưng mà mình ăn rồi thì mình phải biết làm sao nhỉ? Cân bằng dinh dưỡng trong những bữa ăn sau. Đấy, đấy. Cho đấy, cái đấy là cái quan trọng nhất nhé, cho những người mà thích ăn. Còn những ai không thích ăn thì không nói. Còn những người mà thích ăn giống như kiểu Emma là phải biết lựa chọn thông minh để được ăn những món mình yêu thích, và cơ thể của mình luôn luôn trong trạng thái là khỏe nhất có thể nhé. Đấy. Cố gắng lên chị em mình. À đúng rồi. Mẹ con thích cô lắm ạ. Nguyễn Thùy Linh, cô cảm ơn nhé. Nhớ động viên mẹ và cả gia đình cùng nhau tham gia. Chị ơi, cứ tối tối lại đói thì ăn gì mà không mập ạ? Chị bị đau dạ dày. Nếu mà tối tối mà cảm thấy đói thì ăn thêm hoa quả vào. Ăn hoa quả nó tiêu hóa nhanh hơn là ăn những cái đồ ăn bánh kẹo hay là sữa ngọt nhá. Ăn thêm hoa quả và không có vấn đề gì đâu em. Đấy. Đừng để cơ thể của mình đói quá khi đi ngủ, không ngủ được đâu. Sáng ngày mai dậy chỉ mong dậy nhanh để được ăn nhiều thôi. Cho nên tốt nhất là đừng để cho cơ thể mình đói đi ngủ, mà nên ăn một chút hoa quả vào. Vì hoa quả kiểu gì nó cũng tiêu hóa nhanh hơn các đồ ăn khác nhá. Hạn chế ăn bánh kẹo ngọt hay là những cái đồ ăn tinh bột thì đừng ăn vào. Đấy. Ăn thêm hoa quả nó sẽ tốt hơn. À, chị bị đau dạ dày. Đối với những người bị đau dạ dày thì em cũng đã chia sẻ rồi đấy ạ. Đó là anh chị em mình hãy để cơ thể mình thích nghi dần dần nhá. Nếu như cái việc mà sử dụng rau củ quả tươi sống này nó chưa thích hợp với mình thời gian này và những bữa ăn chính, ví dụ như bữa ăn sáng thì chúng ta sẽ dùng nó trong bữa ăn phụ. Đấy. Và ăn từng loại hoa quả một. Đấy. Đây là một trong những cái rất là tuyệt vời cho những người mà vấn đề về hệ tiêu hóa nó rất là yếu, có nghĩa là không thể kết hợp được các loại hoa quả, rau củ quả tổng hợp này ấy. Thì đây, những người mà vấn đề như vậy thì ăn cho em từng loại hoa quả riêng lẻ, ăn từng loại một và chọn những loại hoa quả chín ăn cho em nhé. Thì để cho cơ thể mình nó quen dần và nó cũng tiêu hóa tốt hơn, thay vì mình cho tổng hợp như thế này trong khi cái hệ tiêu hóa mình đang rất là yếu, thì hãy ăn cho em riêng lẻ. Có thể là chỉ ăn cho em đu đủ chín, thật là chín, chuối thật là chín, xoài thật là chín, ăn một loại quả thôi cũng được nhé. Nhưng hãy nhớ là ăn chậm và ăn hoa quả thật là chín và ăn liên tục, ăn trong ngày làm sao cũng phải có ít nhất là 1 đến 2 bữa ăn rau củ quả tươi sống để cơ thể mình thích nghi. Sau khi thích nghi rồi thì mình áp dụng kiểu này rất là dễ nhá. Đấy ạ. À, nhớ là đối với trường hợp bị đau dạ dày, với cái tỷ lệ mắc bệnh dạ dày nhà mình rất là cao, hầu hết là gia đình nào cũng có người mắc bệnh dạ dày đúng không ạ? Gia đình nào cũng có mắc bệnh dạ dày, ngay chính bản thân em cũng bị dạ dày mà. Chị ơi. Chị Nguyễn Vân này, không có các loại bột thì quả được không? Chị ơi, không có các loại bột thì mình không cần cho cũng được. Chị không có loại bột nào chị ơi. Chị Phạm Thanh Tịnh này, em ơi, thải độc đại tràng xong rồi ăn có cảm giác bụng đau dâm dâm có sao không? Cái này nhá, nếu như mà chị thải độc là bằng đại tràng xong rồi chị ăn gì? Chị ăn gì sau khi mà chị thải độc đại tràng xong? Chị Thanh Tịnh ơi, chị ăn gì mà sau khi chị làm xong đại tràng? Khi mà chúng ta đã làm xong cái phương pháp là đại tràng coffee enema hay là lemon enema, nước chanh ấm enema hay là nước lọc thôi, thì sau khi chúng ta ăn ấy, cố gắng là cái bữa ăn của chúng ta thiên về ví dụ như uống nước ép rau củ, uống sinh tố rau củ, ăn hoa quả, chứ đừng ăn các bữa ăn nặng. Ví dụ như bữa ăn nặng là cơm, thịt, cá, trứng các thứ vào ấy là cảm thấy khó chịu đầy bụng hết. Đấy. Đấy, nên chúng ta phải ăn những sản phẩm liên quan là rau củ quả thực vật cho em nhé.
và lắng nghe cơ thể của mình. Đấy, có thể có một số người thì cảm thấy bụng nó hơi bị cứng, bụng đầy, bụng nó khó chịu, nhưng cái triệu chứng đó nó chỉ mất một thời gian thôi nhá. Và lắng nghe cơ thể của mình để thay đổi cho nó phù hợp, nhưng mà tuyệt đối không ăn những sản phẩm khó tiêu sau khi mà làm cái enema xong nhá. Đấy ạ. Tối có uống được sữa có đường không? Chị không khuyến khích em nên uống sữa có đường ở buổi tối nhá. Không nên uống sữa có đường của anh chị em mình. Sữa nó chỉ là bổ sung cho chúng ta cái nguồn, một số những cái nguồn đặc biệt là mọi người hay tìm đến sữa, chính đó là canxi, đúng không ạ? Nhưng mà canxi trong sữa không phải là ai cũng có thể hấp thu được hết. Đấy. Và thứ hai là cái sữa đối với hầu hết tất cả mọi người, không biết anh chị em mình thế nào, nhưng mà đối với gia đình của Emma, hầu hết là chồng và con trai Emma khi không uống được sữa, uống sữa rất hay bị đầy bụng, khó chịu, và con trai thì bị dị ứng với sữa. Đấy. Cho nên anh chị em mình nhớ nhá, chúng ta có thể bổ sung canxi từ các loại rau củ lá xanh này, các công thức nước uống, nước ép đều có hàm lượng canxi rất là tốt. Nếu như chúng ta không hợp uống sữa, chúng ta không nên uống sữa nhé, không nên cố ép mình để uống sữa. Đặc biệt là uống sữa buổi tối lại càng nên hạn chế, rất dễ hiện tượng là bị sâu răng nữa. Đấy, bị khó tiêu cho ngày hôm sau. Đấy ạ. Đấy. Uống những thực phẩm nào nó dễ tiêu nhất cho mình thì nên uống. Bắt đầu nó nắng nắng này, em nhìn nó hơi bị cho chói, bắt đầu chuẩn bị chào anh chị em mình nhé. Trả lời câu hỏi nữa này. Rồi chuẩn bị xin chào anh chị em mình. Chị ơi, em uống nước ép detox vào bữa sáng trưa mà dạo này em bị nhiệt quanh mồm, có phải cơ thể em đang thải độc? Đúng rồi. Nếu như em đang làm cái lộ trình detox 17 ngày hoặc là em đang thanh lọc ấy mà em bị nổi nhiệt, chứng tỏ là em cũng đang bị làm gì nhỉ? Cơ thể em đang đào thải độc tố đấy, một thời gian là nó sẽ hết thôi nhá. Cố gắng lên. Máy của em chị Kiều Nga ơi, cái máy này là máy Vitamix ở Việt Nam mình, máy Vitamix hình như tầm hơn 10 triệu đúng không? Hay là gần 20 triệu gì đó đúng không ạ? Nó tùy từng loại. Ngày hôm nay là món gì uống sinh tố? Đấy ạ. Thôi rồi bây giờ cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều. Bây giờ nó cũng nắng rồi, nhìn nó cũng hơi bị chói rồi ấy. Thì hẹn gặp lại anh chị em mình vào tối ngày mai. Tối ngày mai lúc 9 giờ, đó là cái ngày cuối cùng trong chuỗi 7 ngày thanh lọc gan của chúng ta nhá. Thì anh chị em mình cố gắng chịu khó vào ngày mai theo dõi Emma xem là ngày thứ 7 mình sẽ ăn gì, uống gì, và những cái bí quyết mà Emma chia sẻ cho anh chị em mình để giúp chúng ta làm sao nhở, trong quá trình 7 ngày thanh lọc gan diễn ra một cách dễ dàng nhất nhá, và đạt được kết quả tốt nhất. Và rất là mong là tất cả chúng ta ai ai cũng nên thanh lọc gan đi. Thanh lọc gan, gan khỏe mạnh được thì cái hệ miễn dịch cũng khỏe mạnh, hạn chế được sao nhỉ, bệnh tật, đặc biệt thời gian này. Ví dụ như là bệnh Covid đúng không? Người nào mà ốm yếu mệt mỏi là cái hệ miễn dịch họ rất là yếu này, gan của họ trì trệ đúng không? Cơ thể của họ bị viêm nhiễm. Thì bây giờ để tránh được cái hiện tượng đó thì chúng ta cần phải làm sạch cơ thể của chúng ta và bổ sung cho cơ thể của chúng ta những nguồn thực phẩm làm sao giàu giá trị dinh dưỡng nhất. Đơn giản là vậy nhé. Và có một cái quan trọng nữa là chúng ta trong thời gian này rất là nhạy cảm. Anh chị em mình làm sao hay cố gắng là tinh thần thoải mái lên, đừng lo lắng quá là một này. Chịu khó tập luyện mỗi ngày ở nhà, tập luyện tại nhà, có thể là dậy sớm đi bộ tập luyện khi mà nó chưa đông đúc, chúng ta tập ý thức được việc tập luyện của chúng ta thì chúng ta sẽ ngủ ngon hơn, tinh thần tốt hơn, hệ miễn dịch của chúng ta tốt hơn. Kèm theo đó là chúng ta sẽ làm sao làm thêm cái thử thách 7 ngày thanh lọc gan, là nghĩa là các bữa sáng trong ngày chúng ta bổ sung thật nhiều những sản phẩm tươi mới từ rau củ quả, đúng không ạ? Thì người chúng ta sẽ rất là khỏe nhé. Hãy cố gắng làm đấy. Chúc tất cả anh chị em mình ngủ thật là ngon này, chúc tất cả mọi người trong gia đình này sức khỏe tốt này, bình yên này, bình an và hạnh phúc nhé. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai. Đến thời điểm này là em không nhìn thấy gì nữa rồi bởi vì nó ánh sáng nó lé. Bye bye cả nhà mình nhé. Không nhìn thấy gì nữa cơ.